Iran đang có sự trở lại ngoạn mục khi xây dựng mạng lưới đường sắt và đường bộ khổng lồ kết nối khu vực vùng vịnh với Địa Trung Hải. Hàng tỷ đô la thương mại sẽ chảy vào đất nước và đem lại sự thịnh vượng. Đó là những viễn cảnh mà các nhà lập pháp Iraq vẽ ra để kêu gọi sự ủng hộ. Liệu con đường này có giúp tái thiết lại Trung Đông như những gì Iraq đã tuyên bố? Hãy cùng Ngòi Nổ Kiến Thức tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Vào tháng 4 năm 2024, một cuộc gặp giữa giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã được tổ chức tại Baghdad. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới Iraq trong vòng 13 năm trở lại đây, và cả hai đã ký tổng cộng hơn 26 thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ. Đáng chú ý nhất là thỏa thuận khung về quản lý nhà nước. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý nới lỏng việc phân phối nước sông Tigris và Euphrates. Về phía mình, Iran sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các vấn đề liên quan đến phiên quân PKK. Một thành công nữa là một bản ghi nhớ đã được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để hợp tác thực hiện dự án đường sắt và đường bộ trị giá 17 tỷ USD kết nối vùng vịnh Ả Rập với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là một tuyến đường thống trị hành lang thương mại Đông Tây. Trước đó, đã có tuyến hành lang TITR do Trung Quốc hậu thuẫn, đi từ Trung Á qua biển Caspi nối vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cũng hậu thuẫn tuyến hành lang Bắc Nam INSTC đi từ Moscow đến Baku của Azerbaijan và kết thúc ở Mumbai, Ấn Độ. Tuyến thứ ba là tuyến hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông IMEC đi qua UAE, Ả Rập Xê Út, Israel và Hy Lạp trước khi cập bến châu Âu. Hành lang của Iraq khác biệt so với ba tuyến đường trên vì nó tìm cách lôi kéo các thế lực mạnh trong khu vực thay vì đối đầu với họ. Ủy ban vận tải của Quốc hội Iraq cho biết, bất kỳ nước nào mong muốn đều sẽ có thể tham gia dự án. Tuy nhiên, theo như Baghdad, dự án sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro về môi trường, tham nhũng, tranh chấp lãnh thổ, và những điều này có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của công trình. Dù vậy, nếu thành công, lợi ích mang lại là rất lớn. Dự án có thể biến Iraq từ một nơi ươm mầm cho chủ nghĩa cực đoan trở thành trụ cột quan trọng của thương mại quốc tế. Không có gì ngạc nhiên khi người Iraq tin rằng con đường này có thể tái thiết lại Trung Đông. Iraq đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử, từ sự giàu có, quyền lực, xung đột, phản bội, nghèo đói và cả sụp đổ. Vị trí địa lý của Iraq mang lại cho họ nhiều lợi thế, nhưng đồng thời cũng gây ra không ít rắc rối. Từ những xung đột giữa Iran và Israel, các nỗ lực đàm phán, hòa giải của Ả Rập Xê Út và Syria, hay các hoạt động chống lực lượng nổi dậy PKK của Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả mọi thứ đang diễn ra ở Trung Đông đều vô tình kéo Iraq vào cuộc. Giờ đây, Baghdad đang hy vọng sẽ tận dụng được vị trí trung tâm để mang lại lợi ích cho mình. Thông qua dự án đường sắt và đường bộ trị giá 17 tỷ USD còn được gọi với cái tên Con đường phát triển của Iraq, Baghdad đang tìm cách biến mình thành một nút thương mại lớn, kết nối các nhà sản xuất châu Á với những nền kinh tế tiêu dùng của Trung và Đông Âu. Tuyến đường dự kiến dài 1.200 km, bao gồm đường cao tốc và đường sắt song song từ Bắc xuống Nam, dọc theo toàn bộ đất nước. Ngoài ra còn có thể bao gồm các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Iraq, Maytham Ansafi tiết lộ, giai đoạn thiết kế ban đầu của dự án này đang được tiến hành. Khía cạnh đường sắt đã hoàn thành 66% và đường cao tốc hoàn thành 55%. Con đường phát triển sẽ đánh dấu một sự thay đổi đối với mạng lưới giao thông lâu đời hiện có. Sau nhiều năm chiến tranh, các tuyến đường bộ của đất nước này đã rơi vào tình trạng xuống cấp thảm hại. Các nhà hoạch định tham vọng kết nối khu vực vùng vịnh nhộn nhịp với nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây là một thời điểm không thể tốt hơn khi Biển Đỏ đang có nhiều bất ổn. Iran muốn biến mình thành một con kênh cạn, cung cấp giải pháp thay thế an toàn và nhanh hơn cho thương mại Đông Tây. Đó là bước đi táo bạo, nhưng nếu hoạt động hiệu quả, con đường sẽ là chìa khóa dẫn đến sự thịnh vượng cho Iraq và toàn bộ Trung Đông rộng lớn. Ngạc nhiên hơn nữa là Iraq đang tìm được nhiều đối tác và nhà đầu tư nằm ở các châu lục khác nhau như tập đoàn Dow của Hàn Quốc và các công ty kỹ thuật của Ý. Dow đã ký một thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ USD vào năm 2020 để xây dựng cơ sở hạ tầng cho cảng Grand Anfor, một cảng nước sâu lớn nằm gần cửa sông Sát An Arab thuộc dự án Con đường phát triển. Đây sẽ là cảng lớn nhất ở khu vực Vịnh Ba Tư sau khi hoàn thành. Nó sẽ bao gồm 99 bến cảng và có khả năng xử lý tới 36 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tương đương khoảng 4 triệu tiêu, gần giống với công suất của cảng Said ở Ai Cập là 4,2 triệu tiêu, hoặc cảng Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 4,3 triệu tiêu. Năm cầu cảng đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đề chắn sóng của cảng dài 15 km
được ghi nhận là dài nhất thế giới, dùng bảo vệ cảng khỏi sóng lớn. Việc xây dựng cảng Grand Anfort đang khá suôn sẻ và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2038. Ngoài ra, các công ty kỹ thuật của Ý, nổi bật nhất là Pegasus, dùng Iraq chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực địa phương để nâng cao khả năng tự quản lý và duy trì công trình trong tương lai. Trong khi đó, trên đất liền, chính phủ Iraq đã bắt đầu xây dựng 1.200 km đường bộ và đường sắt từ cảng này ngược lên phía Bắc, dọc theo các trung tâm dân cư lớn như Basra, Nasiriyah, Diwaniyah, Karbala, Baghdad, Samarra, Tikrit và Mosul. Sau đó, kết thúc tại khu vực biên giới Ovakoy ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cảng đoàn tàu cao tốc vận chuyển hàng hóa và hành khách sẽ có tốc độ lên tới 300 km/h. Dự kiến có khoảng 15 ga dọc tuyến đường. Hành lang giao thông này kết nối với thị trường châu Âu thông qua đường cao tốc Otojon của Thổ Nhĩ Kỳ và các tuyến đường sắt xuyên Anatolia. Con đường phát triển sẽ tạo ra khoảng 250.000 việc làm, vận chuyển khoảng 40 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và mang lại cho Baghdad tới 4 tỷ USD doanh thu từ phí vận chuyển. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu hành lang này đi vào hoạt động, nó sẽ giúp tiết kiệm trung bình 10 ngày vận chuyển đối với hàng hóa xuất khẩu của châu Á sang châu Âu. Và điều này sẽ giảm doanh thu thương mại của Biển Đỏ, vốn đem lại cho Cairo tới 10 tỷ đô la tiền phí vận chuyển hàng hóa mỗi năm. Phải thừa nhận rằng, tuyến hành lang của Iraq không thể thay thế hoàn toàn kênh đào Suez, nhưng nó sẽ giúp cho thương mại Đông Tây tăng trưởng, dự kiến với tốc độ khoảng 15% mỗi năm. Hơn nữa, dự án phát triển dọc theo chiều dài đất nước và bao quanh các trung tâm dân cư lớn, nên những nhà hoạch định chính sách hy vọng rằng càng doanh nghiệp địa phương sẽ khai thác từng nút trong hành lang vận chuyển, tạo ra một chuỗi giá trị hiệu quả. Nếu thành công, nó sẽ hồi sinh vùng nông thôn đang khó khăn của Iraq và giảm bớt áp lực nhân khẩu học tại các thành phố lớn như Baghdad. Việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xây dựng hành lang Đông Tây rõ ràng là nhằm mục đích cạnh tranh với hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu, đường Hoa Kỳ và Liên minh châu hậu thuẫn. Hành lang Ấn Độ, Trung Đông bắt đầu từ Mumbai, Ấn Độ, đi qua Ả Rập Xê Út, Jordan và Israel, sau đó cập cảng Nam Âu. Bằng cách đưa các quốc gia vùng vịnh vào chung một hành lang kinh tế, Washington đã ngăn chặn một cách hiệu quả các nỗ lực của Trung Quốc trong khu vực. Đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa cho biết liệu họ có kế hoạch trở thành đối tác của con đường phát triển của Iraq hay không. Có thể nói, đây là cuộc chiến hành lang mà mỗi tuyến đường đều có lợi thế riêng cũng như tuân theo các điều khoản khác nhau. Trong những tháng gần đây, căng thẳng gia tăng ở Gaza dẫn đến các xung đột mới với các cuộc tấn công tên lửa của Hamas hoặc các cuộc đột kích của Israel vào khu vực do Palestine kiểm soát, đặc biệt ở đông Jerusalem hoặc bờ Tây. Xung đột gây ra tổn thất lớn về sinh mạng dân thường, phá hủy cơ sở hạ tầng và làm tăng thêm tình trạng bất ổn trong khu vực. Hậu quả của các cuộc xung đột này không chỉ giới hạn hai bên mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trung Đông, làm gián đoạn thương mại, đầu tư và các kế hoạch phát triển kinh tế, trong đó có cả hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông, vì con đường này đi qua Israel và Ả Rập Xê Út. Cộng thêm những bất ổn ở Biển Đỏ, thì hành lang Iraq vừa an toàn, vừa ổn định sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho dòng thương mại châu Á, châu Âu. Kể từ khi công bố dự án vào tháng 5 năm 2023, Iraq đã có một loạt hoạt động ngoại giao và thương mại, bao gồm cả chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2024 vừa qua. Những bất đồng về an ninh thương mại và khả năng tiếp cận nước ngọt đã khiến cho mối quan hệ giữa Ankara và Baghdad trở nên căng thẳng trong nhiều thập kỷ. Baghdad trong nhiều năm đã yêu cầu Ankara xả lượng lớn nước vào sông Tigris và Euphrates, hai con sông bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chảy vào lãnh thổ Iraq. Bị ảnh hưởng bởi hạn hán, Iraq chỉ trích các con đập được xây dựng ở thượng nguồn Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giảm dòng chảy của các con sông. Thiếu một ngành công nghiệp hydrocarbon riêng, phát triển các đập thượng nguồn đã trở thành cốt lõi quan trọng trong chiến lược độc lập năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vấn đề mà các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ luôn nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với các nước láng giềng ở phía nam như Syria và Iraq. Hiện nay, mối quan hệ ba bên giữa Iraq, chính quyền tự trị khu vực Kurdistan ở Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn căng thẳng. Trong đó phải kể đến những tranh chấp về doanh thu từ dầu mỏ và thuế hải quan giữa Baghdad và chính quyền khu vực Kurdistan. Bản thân chính quyền khu vực Kurdistan phải chia làm hai phe là Đảng Dân Chủ Người Quốc KDP và Liên minh Yêu nước Người Quốc PUK. Trong khi KDP và Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thì PUK có trụ sở tại Sulaymaniyya lại được Iran ủng hộ. Những mâu thuẫn giữa hai đảng này đã gây ra sự bất ổn trong chính quyền khu vực Kurdistan của Iraq. Điều này đã tạo điều kiện cho các nhóm chiến binh người quốc như Đảng Công nhân Kurdistan PKK sử dụng khu vực Kurdistan của Iraq làm vùng đệm cho các cuộc tấn công chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng hơn 40 tiền đồn quân sự ở khu vực này, gây ra sự bất mãn đối với chính quyền ở Baghdad. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích về thương mại và quốc phòng, Ankara sẵn sàng bắt tay với Iraq để loại bỏ hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông. Ankara tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Baghdad như một phần nỗ lực thiết lập lại quan hệ giữa hai nước. Đổi lại, Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm chấn áp PKK. Với các động thái này, Baghdad đã bật đèn xanh cho các hoạt động tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại PKK. Còn người Thổ Nhĩ Kỳ cam kết mở các van thượng nguồn và hỗ trợ quản lý nước, cũng như cung cấp công nghệ tưới tiêu cho Iraq. Mặc dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Thebet Mohammad al-Abbasi, đã bác bỏ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự chung giữa Baghdad và Ankara. Rõ ràng, việc Baghdad thể hiện một lập trường cứng rắn hơn với PKK là một sự đánh đổi khá nhỏ để có được sự hợp tác lớn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ về quyền sử dụng và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, đối với Thổ Nhĩ Kỳ, những cam kết của Iraq giúp nước này kiểm soát tốt hơn những nguy cơ từ PKK, phiến quân mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, hoạt động chủ yếu của các khu vực Kurdistan ở Iraq. Con đường phát triển của Iraq đã lọt vào mắt xanh của các cường quốc trong khu vực. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đã ký một thỏa thuận chung tuyên bố ủng hộ dự án này. Tuy nhiên, UAE đang đóng vai trò quan trọng cho hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông. Nước này vẫn mong muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại hành lang Iraq. Do đó, UAE theo đuổi việc hợp tác với Iraq như một cách để giảm thiểu ảnh hưởng của Iraq trong khu vực. Đối với Qatar, sự đồng thuận được thể hiện qua việc hỗ trợ tài chính cho dự án. Mục đích chính là để duy trì tầm ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các nước láng giềng của Iraq đều ủng hộ và vui mừng chào đón dự án này. Iran đang bị đứng ngoài lề về mặt kinh tế và sẽ mất nhiều nhất nếu hành lang Iraq thành công. Baghdad sẽ ngày càng trở nên ít phụ thuộc tài chính vào Iran và vai trò của Iran với tư cách là điểm neo đậu của vùng vịnh cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng khi thương mại chuyển hướng về phía Tây. Hành lang của Iran cũng có khả năng làm gián đoạn dòng vũ khí của Iran vào Syria, đồng thời hạn chế các nhóm ủy nhiệm của Iran hoạt động gần đó. Do đó, các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah đã bày tỏ mối lo ngại của họ về kế hoạch này. Người phát ngôn Abu Ali al-Askari của Hezbollah nói rằng: "Con đường này khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi cần một lời giải thích từ chính phủ trước khi thực hiện nó. Ảnh hưởng của Iran không chỉ dừng lại ở các lực lượng dân quân Shia ở miền nam Iraq, mà còn mở rộng thông qua mối quan hệ gần gũi với cả Đảng Liên minh Yêu nước Kurdistan, PUK và lực lượng vũ trang PKK. Iran cũng duy trì chính sách đa phương liên quan đến tình hình Syria. Nếu Iran muốn phản đối các kế hoạch của Baghdad và Ankara, họ có nhiều công cụ để làm điều đó. Do đó, ngay cả khi Iran có thể kiểm soát được các đối thủ chính trị trong nước, nhóm dân quân bất hợp pháp của các lực lượng ủy nhiệm nước ngoài, thì Baghdad vẫn phải đối mặt thêm với những nguy cơ ở phía Nam. Đối với Iraq, phản ứng của nước láng giềng Iran là mối quan ngại lớn nhất đối với tính bất khả thi của dự án con đường phát triển. Bờ biển của Iraq rất chật hẹp, chỉ dài 58 km, khiến việc xây dựng cảng lớn Grand Anfor gặp nhiều khó khăn. Iraq như một nhà kho khổng lồ, nhưng cánh cửa ra vào lại rất nhỏ hẹp. Và điều này phản ánh vấn đề lớn hơn trong địa chính trị của nước này. Kể từ khi giành độc lập năm 1932, các tranh chấp biên giới giữa Iraq với Iran và Kuwait chưa bao giờ dừng lại. Điển hình là hai cuộc chiến tranh thảm khốc là chiến tranh Iran-Iraq và chiến tranh vùng vịnh. Chiến tranh Iran-Iraq là một trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất thế kỷ 20, kéo dài từ năm 1980 đến năm 1988. Cuộc chiến diễn ra với các trận đánh ác liệt trên bộ và trên không, cùng với việc sử dụng vũ khí hóa học. Kết quả là hàng triệu người thiệt mạng và bị thương, nhưng không bên nào đạt được mục tiêu mong muốn. Cuộc chiến kết thúc vào năm 1988 với một hiệp ước hòa bình, không có bên nào giành chiến thắng rõ rệt. Và cho đến nay, quan hệ giữa Iraq và Iran vẫn rất căng thẳng. Tiếp theo là chiến tranh vùng vịnh, còn được gọi là chiến tranh Iraq-Kuwait, nổ ra khi Iraq xâm lược Kuwait vào ngày 2 tháng 8 năm 1990. Nguyên nhân chính là do những tranh chấp biên giới và dầu mỏ. Tuy nhiên, cuộc chiến hao tâm tổn sức này cũng không đem lại cho đất nước này kết quả như mong đợi. Iran thất bại và gánh chịu hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội. Sau hai cuộc chiến này, đất nước Iraq đã bị tàn phá nặng nề, dẫn đến sự suy yếu về mặt thể chế và lan tràn những tệ nạn như tham nhũng, chia rẽ giáo phái và quân phiệt. Nhưng vấn đề này vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay, đặt ra nghi ngờ về tính khả thi của các dự án lớn như con đường phát triển. Thậm chí, đã có các vụ bê bối về việc nhập khẩu và sử dụng thiết bị kém chất lượng cho quá trình xây dựng. Chi phí đội lên ngày càng cao, cùng với nguy cơ mất khả năng thanh toán, khiến các nhà lập pháp ở Baghdad lo ngại. Trong khi Iraq đang phải vật lộn với những yếu kém về thể chế, thì ở phía Nam, Kuwait đang lên kế hoạch xây dựng cảng Mubarak al-Kabir
nằm đối diện với cảng Grand Anfor của Iraq. Trong những thập kỷ tới, chúng ta sẽ có hai cảng lớn, giá trị hàng tỷ đô la nằm song song nhau. Tuy nhiên, khu vực này không đủ lớn cho cả hai, nên có thể sẽ chỉ có một cảng tồn tại. Iran là chất keo kết nối toàn bộ Trung Đông. Thế giới đều thừa nhận rằng, một Iraq ổn định và thịnh vượng sẽ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề của Trung Đông. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.